Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa thực hiện công khai thông tin 208 người nộp thuế, còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 5 năm 2024. Tổng số tiền nợ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp này đến thời điểm ngày 28 tháng 6 là gần 485 tỷ đồng. Trong danh sách công khai nợ, số nợ lớn nhất thuộc về các doanh nghiệp xây dựng bất động sản. Trong đó, đứng đầu danh sách về số nợ ngân sách là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng 121 CNCO 1, nợ gần 36 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 1 Hà Nội, nợ gần 31 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường, nợ gần 27 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Đông Dương, nợ gần 23 tỷ đồng. Công ty Xây lắp và Tư vấn Thiết kế, nợ 21,6 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tư vấn Handic, Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội, nợ hơn 22 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng số 10 Thăng Long, nợ gần 16 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội, nợ 11,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sóc Sơn, nợ hơn 9 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Trung Tín, nợ gần 8 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Mofa, nợ hơn 7 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội, nợ hơn 6 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 228, nợ hơn 6 tỷ đồng. Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng Licoji số 6, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, nợ hơn 5,4 tỷ đồng. Thưa quý vị, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Cù Thị Mai Hương, nguyên đội trưởng đội kiểm tra thuế của Chi cục Thuế, khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, về tội mua bán hóa đơn trái phép. Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cũng xác nhận thông tin đã bắt bà Cù Thị Mai Hương. Nữ bị can bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại thành phố Đà Nẵng. Liên quan đến tố cáo của công ty Quốc Hưng về việc bà Hương chiếm đoạt tiền thuế của đơn vị này trước khi bị bắt, công an sở tại cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài về việc bà Cù Thị Mai Hương, nguyên đội trưởng đội kiểm tra thuế và một số cán bộ có liên quan của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, trụ sở đóng tại thị xã Hồng Lĩnh, bị giám đốc công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng tố giác chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế của doanh nghiệp này rồi biến mất. Tuy nhiên, vào giữa tháng 3 năm 2023, công ty Quốc Hưng bất ngờ nhận được thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc về tiền nợ thuế của công ty này. Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, công ty Quốc Hưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền thuế là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là gần 1,4 tỷ đồng và số tiền bị phạt do nộp chậm là 750 triệu đồng. Đại diện doanh nghiệp nghi ngờ có sự thông đồng, móc nối giữa một số cán bộ thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc để chiếm đoạt số tiền thuế mà công ty này đã nộp và mong cơ quan chức năng làm rõ. Sau khi nhận được đơn tố giác, Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc và chỉ đạo phía công an làm rõ. Công an huyện Can Lộc đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với các thành phần có liên quan. Quá trình điều tra xác định với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, bà Cù Thị Mai Hương đã có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến vụ việc này, Cục Thuế Hà Tĩnh đã kỷ luật hàng loạt cán bộ của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Chi cục trưởng xuống Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc đối với ông Phạm Quốc Dũng vì thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát để cán bộ vi phạm. Sau đó, ông Phạm Quốc Dũng lại được điều chuyển về giữ chức Phó Phòng Quản lý Kinh doanh Hộ Cá nhân thuộc Cục Thuế Hà Tĩnh. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xét xử vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trốn thuế đối với 38 bị can. Theo đó, tổng giá trị trên hóa đơn trước thuế giá trị gia tăng được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Dự kiến vụ án được xét xử kéo dài đến ngày 8 tháng 7. Bà trùm thu lợi bất chính hơn 80 tỷ đồng. Vụ án được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cụ thể, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Hữu Trang, tổ công tác phát hiện Mạc Chí Minh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Minh khai đang đi giao hồ sơ tài liệu cho Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, sinh năm 1973. Từ đây, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Trang và các đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều hồ sơ pháp lý của các pháp nhân, dấu tròn của công ty, dấu chữ ký số, dấu tên, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ ghi khống nội dung. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án in phát hành mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện một mạng lưới phạm tội phức tạp hơn.
Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án về tội trốn thuế xảy ra tại TP HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại tòa, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang khai nhận bắt đầu điều hành đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép từ tháng 4 năm 2017. Trang là người trực tiếp tìm khách hàng theo thông tin trên Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng với mức giá từ 1,5% đến 2% so với giá trị ghi khống trên hóa đơn trước thuế giá trị gia tăng. Để hợp thức hóa, Trang yêu cầu khách hàng lập hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa sử dụng dịch vụ. Việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách hàng được thực hiện như sau. Khách hàng khi có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng sẽ liên lạc với Trang qua điện thoại di động, cung cấp thông tin công ty, loại hàng hóa, số lượng, đơn giá ghi khống trên hóa đơn, thông tin hợp đồng cần xuất khống qua email, Telegram, Zalo. Sau đó, Trang chỉ đạo Hoàng Ngọc Phượng Trân, em ruột của Trang, soạn thảo hợp đồng, xuất mẫu hóa đơn nháp để khách hàng xác nhận. Nếu hóa đơn dưới 20 triệu đồng thì khách hàng đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty mà Trang sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Sau khi cấn trừ phí mua hóa đơn, sẽ chuyển khoản trả lại số tiền còn lại cho khách hàng. Nếu hóa đơn trên 20 triệu đồng thì thanh toán bằng hai hình thức. Trang đưa tiền mặt cho khách nộp vào tài khoản công ty của khách. Sau đó khách ủy nhiệm chi chuyển tiền vào công ty Trang kèm phí trả cho Trang. Khách hàng mua hóa đơn chuyển tiền vào tài khoản công ty Trang, Trang sẽ ủy nhiệm chi rút tiền mặt để trả lại cho khách hàng sau khi trừ phí hoặc ủy nhiệm chi vào tài khoản khách chỉ định. Tính đến tháng 3 năm 2023, thông qua sự giúp sức của Ngô Thị Bích Thủy, sinh năm 1977, quê tại Thừa Thiên Huế, Trang đã sử dụng 41 công ty, gồm 21 công ty được mua lại, 20 công ty lập mới, phục vụ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống, trong đó có 31 công ty lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, 10 công ty lập tại tỉnh Đồng Nai. Trong gần 6 năm điều hành đường dây này, bà trùm Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang bị cáo buộc đã sử dụng 31 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất khống 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 6.476 cá nhân và tổ chức khác nhau trên các tỉnh thành của cả nước, thu lợi bất chính hơn 80 tỷ đồng. Cựu cán bộ thuế tiếp tay sai phạm. Để mở rộng đường dây này, Trang đã kết nối sử dụng các kế toán giám đốc các doanh nghiệp có trụ sở tại nhiều địa phương trên cả nước. Một số kế toán làm dịch vụ bao trọn gói, từ đăng ký thuế, kê khai báo cáo, tự cân đối doanh số đầu ra, đầu vào, tương ứng với hóa đơn khống xuất bán. Nhóm này đã tạo ra các chân rết để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn. Chính vì hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và kín kẽ, nên hành vi phạm tội của Trang và các đồng phạm đã tồn tại trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện. Trong hệ thống chân rết của Trang có bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh, sinh năm 1985, quê Quảng Ngãi, từng là công chức thuế quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023, Trang và Trân đã xuất 25 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền trước thuế hơn 3 tỷ đồng cho Trinh, không lấy phí. Sau đó, Trinh bán lại cho Trần Mỹ Linh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Ấn Thái Bình Dương, để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho công ty này. Trinh đã thu lợi 151 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước với số tiền đặc biệt lớn. Việc in, phát hành và mua bán hóa đơn giả là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây tổn hại đến ngân sách quốc gia và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đô thị Đại Ninh. Cơ quan chức năng đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính của công ty Sài Gòn Đại Ninh liên quan đến việc giảm tiền sử dụng hơn 166 hectare đất thuộc dự án khu đô thị Đại Ninh. Sau khi được chuyển hình thức sử dụng đất, chủ đầu tư khu đô thị Đại Ninh chỉ phải nộp 3,2 tỷ đồng tiền thuê đất thay vì phải nộp 262 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp vào ngân sách. Trước đó vào ngày 2 tháng 7, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về việc rà soát hồ sơ tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Đại Ninh. Đây là dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thời điểm mới triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt mức giá giao quyền sử dụng đất đối với diện tích hơn 166 hectare để Công ty Sài Gòn Đại Ninh nộp vào ngân sách nhà nước hơn 158 tỷ đồng. Đến năm 2018, thực hiện theo kết luận thanh tra về công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Tài chính đôn đốc các tổ chức nợ ngân sách tính đến tháng 10 năm 2017, trong đó có 158 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thế nhưng doanh nghiệp này đã đề xuất chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất 50 năm trả tiền hàng năm đối với dự án khu đô thị Đại Ninh. Từ báo cáo đề xuất của nhiều cơ quan, sở ngành,
trong năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra các văn bản liên quan đến việc cho chủ đầu tư này được điều chỉnh hình thức và mục đích sử dụng đất, từ giao đất có thu tiền sử dụng đất, đất ở, sang thuê đất trả tiền hàng năm, đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp đối với diện tích hơn 166 hectare trong dự án. Đến năm 2020, Chi cục Thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất từ ngày 7 tháng 2 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với diện tích đất hơn 166 hectare theo quyết định 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với số tiền phải nộp chỉ còn hơn 3,2 tỷ đồng và công ty Sài Gòn Đại Ninh đã nộp số tiền này. Mới đây, qua rà soát hồ sơ phục vụ báo cáo đoàn kiểm tra số 1368, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Thuế tỉnh nhận thấy việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất nói trên theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là chưa phù hợp với quy định của luật đất đai, luật quản lý thuế, văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét có văn bản chỉ đạo giao Sở Thanh tra, Sở Tài chính tham mưu thu hồi quyết định 2518 ngày 6 tháng 12 năm 2018 về việc thu hồi quyết định số 737 ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi văn bản 7468 ngày 14 tháng 11 năm 2018. Cục Thuế tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ ngày 7 tháng 2 năm 2012 đến ngày 9 tháng 10 năm 2018. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp của Hội đồng thẩm định giá đất, Cục Thuế tỉnh có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo đúng quy định đối với công ty Sài Gòn Đại Ninh. Công ty Sài Gòn Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu đô thị Đại Ninh vào tháng 12 năm 2010. Dự án có quy mô 3.595,5 ha, vốn đầu tư dự kiến 25.243 tỷ đồng. Tính đến tháng 1 năm 2024, công ty này đã hoàn thành một số thủ tục của dự án như chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, điều chỉnh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã xây dựng một số công trình kiến trúc, san gạt đường giao thông, giải đá răm vài tuyến đường, tổng vốn đã đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!